Đó, anh sẽ record lại. Đây, thì cái giao diện ban đầu của chúng ta thì chúng ta đã hoàn thiện cho mobile rồi đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây, à cho desktop. Được chưa? Bây giờ công việc của chúng ta là sẽ đi chuyển nó sang mobile và chúng ta sẽ phải xử lý nó dựa trên thuộc tính CSS3 là Media Query. Thì các bạn biết là bản chất của Media Query thì nó chỉ giúp cho chúng ta detect được, có nghĩa là nó sẽ xác định được là trình duyệt của chúng ta đang sử dụng là trên cái thiết bị mobile có màn hình bao nhiêu. Được chưa? Từ đó thì chúng ta sẽ CSS lại cho nó. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó, thì sẽ không chờ, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Không không chờ các bạn nữa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi hôm nay luôn. Thì trước khi bắt đầu thì anh sẽ cho các bạn xem một cái project khác. Một project khác nó cũng là responsive. Đây, cái này thì không 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 ổn lắm. Anh sẽ lấy một cái khác nó đẹp hơn một chút. Đây, cái này. Đây, đây cũng là một giao diện. Giao diện này thì nó cũng không có, nó cũng không cấu trúc thì anh thấy là nó không đẹp bằng cái giao diện mà chúng ta đang làm. Tuy nhiên thì ở lớp frontend tại Suntech thì mỗi lớp sẽ có một cái giao diện khác nhau, nó sẽ không giống nhau các bạn nhé. Thì đây, cái lớp này thì là đã hoàn thiện rồi, đã nhúng JS các thứ vào rồi. Thế nên là các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện như thế này. Đó, về cơ bản thì cũng không có gì đặc biệt cả. Được chưa? Đó. Thì các bạn thấy là đối với cái giao diện này này, cái phần JS này, à cái phần CSS, anh sẽ mở nó lên. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái kích thước dạng như thế này. Đây là gì? Đây là khái niệm về biến ở trong CSS thì chúng ta sẽ học ở buổi sau. Được chưa? Buổi sau chúng ta sẽ đi tối ưu code sử dụng biến các thứ. Được chưa các bạn? Đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một vài dạng màn hình như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Chúng ta sẽ có một vài cái dạng màn hình như thế này. Tuy nhiên thì ở mỗi lớp chúng ta sẽ làm nó khác đi một chút xíu. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài này của chúng ta. Đó, chúng ta có style như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi detect cho phía màn hình là mobile. Thì anh sẽ làm như sau. Đây. Như buổi trước anh có nói là chúng ta có hai cách. Chúng ta có hai cách để chúng ta sử dụng CSS cho màn hình mobile các bạn nhé. Đó, một là các bạn sẽ sử dụng nó như thế này. Có nghĩa là một là các bạn có thể sử dụng chung ở đây và khai báo. Hai, đây khai báo chung giống như ở cái file này này các bạn này. Đây các bạn nhìn thấy này, nó đi detect từng màn hình này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó detect vào từng màn hình. Đây. Được chưa các bạn? Đó. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ sử dụng cho cái giao diện, chúng ta sẽ nhúng cái CSS cho mobile riêng khi mà màn hình, khi mà người dùng thay đổi kích thước của trang. Đây, ví dụ thì chúng ta sẽ ke này, ví dụ ở trên desktop này, kích thước của nó 667 này. Đó. Đây là cho màn hình điện thoại quay ngang, được chưa? Còn đây là quay dọc. Ok chưa các bạn? Rồi, thì anh sẽ đi CSS cho nó như sau. Đầu tiên anh sẽ đi xử lý như sau này. Đầu tiên thì anh sẽ khai báo, thì ở cái này anh sẽ viết chung vào đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ viết chung hết vào đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu start from mobile. Được chưa? Thì đối với trường hợp là mobile thì chúng ta sẽ khai báo một vài cái kích thước phổ biến mà chúng ta dùng, ví dụ như là 1200. Đó, max width là 1200. Có nghĩa là độ rộng tối đa của nó là 1200 đó. Được chưa các bạn? Anh sẽ lấy một vài cái ra 1200 này. Cái này là bị duplicate code các bạn nhìn thấy này. Max width 1200 này. Được chưa? Và kích thước tiếp theo là kích thước là mobile. Đây. Đó.
anh sẽ lấy ra các kích thước này để chúng ta làm. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ lấy ra các kích thước khác như là 966 nếu mà chúng ta sẽ test từng cây một. Ok chưa? Và 678 như thế này. Sẽ có một vài file như thế này. Ok chưa? Đó. Cơ bản là sẽ chỉ có như thế này thôi. Được chưa? Còn những cái nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ không ke. Được chưa các bạn? Ok chưa? Trước đây thì chúng ta ke cả 480 nữa. Nhưng mà kích thước đó thì bây giờ thì chúng ta không cần phải ke nữa các bạn nhé. Vì hầu hết các thiết bị, các màn hình smartphone bây giờ nó khá là lớn rồi. Nên là chúng ta sẽ không cần phải ke quá chi tiết như thế nữa. Ok chưa? Chúng ta sẽ ke đến một vài cái kích thước như thế này thôi. Tạm thời là như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó. Đây. Bây giờ anh sẽ đi cùng các bạn đi xử lý nó. Thì đầu tiên anh chúng ta sẽ nhìn thấy là đối với cái MacBook là mobile như thế này. Chúng ta chạy nó lên. Đây. Thì anh sẽ xử lý cho cái đầu tiên là cái menu. Cái menu này thì đầu tiên chúng ta sẽ xử lý là hãy ẩn nó đi. Zoom nó lên một chút xíu. Đây, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ xử lý sau. Đối với menu khi mà chúng ta cho nhỏ vào này, thì chúng ta sẽ ẩn cái này đi. Chúng ta sẽ ẩn cái menu đi. Play, None. Đó, được chưa các bạn? Thậm chí là chúng ta ẩn cả những cái icon này đi. Được chưa? Thì anh sẽ làm như sau. Display None cho trường hợp này. Được chưa? Đó. Và chúng ta display None cho cả cái này nữa. Cái này có cần None không? Có lẽ là chúng ta sẽ không cần phải None cái này. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái màn hình. Anh để là màn hình nhỏ nhất này đi. Thì chúng ta sẽ gọi lại cái menu. Cái menu của chúng ta đang có class là menu như thế này. Các bạn sẽ thấy ngay lập tức chúng ta có một cái div menu này. Đây. Chúng ta sẽ kéo nó vào. Khai báo display none. Display none. Cái phần media query chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới cùng nhé. Có nghĩa là mặc định thì nó sẽ vẫn nhận những cái code ở phía trên. Được chưa các bạn? Và ở dưới thì chúng ta sẽ xử lý cái này. Đó, được chưa? Đây là MacBook display none. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng MacBook. Khi MacBook có nghĩa là độ rộng tối thiểu của cái này nó bằng, anh sẽ để response shift với cái kích thước là 576 này, thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Thì nó sẽ ẩn như thế này. Được chưa các bạn? Đây. Nó sẽ ẩn đi như thế này. Ok chưa? Được chưa? Chúng ta sẽ đi từ trên và xuống nhé. Đồng thời lúc này chúng ta sẽ đưa cái logo này rộng lên. Sẽ bằng 50%. Đúng không? Cho nó lớn lên. Sẽ bằng 50%. Được chưa các bạn? Đây. Cái div logo này của chúng ta thay đổi kích thước lên 50. Cái này của chúng ta cũng lên 50 các bạn nhé. Thậm chí là cái này của chúng ta đưa nó nhỏ nhỏ xuống. Ví dụ anh để là 70 đi. Thì cái này của chúng ta nó sẽ còn 30. Bởi vì lúc này nó chỉ còn hai cái này thôi. 30 như thế này. Đó. Được chưa? Ok chưa? Đồng thời chúng ta sẽ thay đổi cái font size của cái logo này đi. Ví dụ chúng ta sẽ để là 1.2rem như thế này. 2.5rem như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ thay đổi kích thước của logo. Đó, khi mà các bạn đi response sheet thì không phải là chúng ta đi sửa tất cả code các bạn nhé. Không phải đúng không? Mà chúng ta chỉ đi sửa để cho nó phù hợp với màn hình
với mục đích mà chúng ta cần thôi. Ok chưa? Đây. Và chúng ta có thể đưa cái kích thước này lớn lên. Ví dụ chiều cao chúng ta để không phải là 65 nữa. Ví dụ chúng ta để là 80. Xem. Like item center. Like 2 đi. 80 pixel. Như thế này. Thì đối với cái header này chúng ta sẽ để 80 pixel. 10 pixel. Đồng thời cái thẻ A này chúng ta sẽ để ví dụ như là in the 30 pixel. Đó. Được chưa các bạn? Đó. Tạm thời như vậy đã. Cái này chúng ta muốn cho nó sát ra mép bên phải này. Đây. Đây được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ justify content của nó sẽ bằng start end flex end như thế này. Đó, được chưa các bạn? Thì nó sẽ nằm ra sát bên phải. Đây. Đó, ok chưa các bạn? Chúng ta sẽ đặt một cái khoảng cách padding cho phía trên. Padding tốt khoảng 10 pixel. Đó. Cho header của chúng ta thì chúng ta sẽ padding tốt 10 pixel. Đó, không cần phải đặt chiều cao nữa. Đó. Được chưa các bạn? Padding bottom khoảng 10 pixel. 5 pixel rồi thì hợp lý. Đó, ok chưa? Các bạn nhìn thấy này, thì nó vẫn đang có một cái khoảng trống ở đây, cứ kệ nó nhé. Được chưa? Rồi. Chúng ta được cho cái phần này. Đó. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cho cái phần ở phía dưới này. Làm từng cái một. Đối với phía dưới này, chúng ta có UL Product List. Product list này chúng ta sẽ đặt cho nó theo chiều dọc. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có flex direction sẽ là column. Đó, như thế này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy sản phẩm nó sẽ theo chiều dọc. Direction sẽ là column, đúng không? Kiểu direction default nó sẽ là row thì bây giờ sẽ là column. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ đặt cái width này nó lớn lên, nó sẽ không phải là 20 mà 100% như thế này. Đó, cái này của chúng ta sẽ lớn lên như thế này, width mà anh sẽ để 50% thôi để chúng ta đưa cái sản phẩm của chúng ta nó lên. Nên để 50 hay 100 nhỉ? Rồi chúng ta sẽ để 50. Và chúng ta sẽ xử bên này. Đây, sẽ vẫn là row. Đó, sẽ vẫn là row như thế này. Được chưa các bạn? Anh sẽ để 50 nhé. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ để là à một cái hàng này của chúng ta có hai sản phẩm như thế thì nó ổn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa vào phía trong. Đây, mỗi cái LI nó sẽ rộng như thế này. Được chưa? Đó, width này của chúng ta nó sẽ width là sẽ là 100%. Đó, được chưa các bạn? Product image max sẽ là 100%. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ sửa dần dần thôi. 100% rồi này. Cái này của chúng ta các bạn sẽ thấy nó đang đẩy ra một cái khoảng rất là lớn rồi đấy. Đây. Đó, thì cái chiều cao này của chúng ta cũng sẽ phải bớt đi.
chúng ta sẽ bớt cho nó đúng bằng cái ảnh thôi. Bốn trăm mười các bạn nhé. Slide này của chúng ta sẽ là 410. Đối với chiều cao thì chúng ta hoàn toàn có thể xét xét cố định được. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải đi giải quyết là chỗ này chúng ta xử sao đây. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải xem từ đi từ trên mà xuống như thế này đã. Sorry các bạn. Thì đây chúng ta sẽ xử lý như sau. Đây, mỗi cái width này đang là, các bạn nhìn này, mỗi width này nó đang chiếm màn hình như thế này rồi. Chúng ta sẽ phải đưa cái kia ra giữa, tách align center. Đó, đưa cái ảnh ra giữa đã. LI này sẽ đưa ảnh ra giữa. Tách align center. Đó. Được chưa? Và các bạn thấy là cái ảnh này của chúng ta này, chúng ta sẽ width 100%. Đó, anh sẽ để width 100% đi. Đây, nó sẽ như thế này. Ảnh sản phẩm của chúng ta mắc width và width 100%. Được chưa? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ thấy ảnh nó lớn lên như thế này. Ok chưa? Đây. Và các bạn thấy là giữa ảnh hai ảnh với nhau sẽ nên có một khoảng cách, thì chúng ta sẽ đặt cái padding cho LI này 10 pixel. Đó, 10 pixel như thế này. Vì cái UL này của chúng ta nó đang để là flex drop đây này. Đó, nên là khi mà cái LI này có kích thước là 50%. Các bạn nhìn này. Thì mà thẻ ảnh của chúng mà nó lại có thêm padding nữa thì có nghĩa là cái độ rộng của nó đang lớn hơn 50% nên nó bị crop xuống. Được chưa? Chúng ta sẽ phải giảm nó như thế này. Sẽ phải giảm nó xuống như thế này. Được chưa? Ví dụ để khoảng 45 đi. 45% thì cái padding này của chúng ta nó sẽ được khoảng 15 chẳng hạn. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, chúng ta sẽ có một cái khoảng padding cho sản phẩm như thế này. Được chưa? Cả về bên trái và cả về bên phải. Ok chưa các bạn? Đó, 45, 46, 7, đó, được chưa? Đến 46 là chúng ta đã phải thôi rồi. Đó, thì LI của chúng ta nó sẽ như thế này. Thực ra khi chuyển sang mobile thì các bạn set S cho nó sẽ mất ít thời gian hơn. Đó là điều chắc chắn rồi. Đó, ít bằng 46 pixel này. Và chúng ta sẽ có text align center padding 15 pixel. Đó, được chưa các bạn? Ở đây của chúng ta sẽ có width bằng 100%. Max width cũng sẽ là 100% các bạn nhé. 100% như thế này. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ đẩy được cái sản phẩm này lên. Ok chưa? Ở đây chỉ có một điều, đó là đối với cái sản phẩm đầu tiên này này của chúng ta thì chúng ta sẽ phải để cho nó nằm ngang ra, đúng không? Có nghĩa là riêng đối với cái thằng intro này chúng ta phải để width là 100% như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Có nghĩa là thằng intro này vẫn rộng toàn màn hình như thế này. Được chưa? Đó, thì đây là cái đặc biệt, thì chúng ta sẽ để thằng intro độc lập ra sẽ có width 100%. Đó. Được chưa? Ok chưa các bạn? Đó thì chúng ta sẽ được cái phần mobile nó như thế này. Được chưa? Các bạn thấy là nó đang thừa một cái khoảng trắng ở đây, kệ nó. Khi chúng ta xuống dưới này chúng ta sẽ thấy là nó bị đẩy ra bởi cái thẻ ở dưới. Thì lát nữa chúng ta sẽ xử lý sau. Được chưa? Còn về phông chữ thì sao? Phông chữ thì ổn rồi đúng không? Chúng ta để như thế này trên mobile, để như thế này nhìn cho nó ổn. Đó, không vấn đề gì cả. Đây. Đó, khi hover chuột vào. Đó, rồi tiếp tục ở chỗ giao hàng này chúng ta xử như thế nào? Các bạn thấy là ở phần giao hàng này, chúng ta đang để một cái container với ULLI, chúng ta đang để display là flex như thế này.
chúng ta sẽ chuyển cái flex direction là flex direction là sang là column, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy nó nằm theo chiều dọc này, và mỗi cái li lúc này nó sẽ không phải là 25% nữa, mà mỗi cái li lúc này nó sẽ là bao nhiêu các bạn? Ở đây anh sẽ để flex flex direction như thế này sẽ là column, thì cái li của nó ngay lập tức nó sẽ phải để là 100%. Width 100% như thế này, được chưa các bạn? Đó, thì nó sẽ nằm ra giữa như cái chúng ta kỳ vọng như thế này. Và chúng ta CSS cho nó thêm một chút xíu nữa. Ví dụ anh để là min 2. Trang pixel. Đây, chúng ta sẽ để nó chiều cao này. Đó, khoảng 150 pixel và cho chữ nó lớn lên một chút. Được chưa các bạn? Chạy lên này, phông chữ ở đây chúng ta sẽ để cho nó lớn lên một chút. 100 thôi nhỉ. Chờ anh một chút. Chúng ta xem ở đây chúng ta đã, đó, sorry các bạn, chúng ta chưa đưa cái viewport vào. Chúng ta chưa đưa cái viewport vào, thành ra là lúc mà anh đuổi kia nó chưa nhận. Đây, việc đầu tiên chúng ta sẽ phải đưa chính là đưa cái viewport này vào. Đây, để nó nhận được cái phần responsive của chúng ta khi chúng ta thay đổi. Được chưa các bạn? View box có vẻ như nó đang chưa nhận cái kích thước này, vì chúng ta đang để max width là bao nhiêu đây? Min width. Lỗi đâu nhỉ? Max width này. Đây, đã nhận rồi. Có vẻ khá to. Cái text này anh đang để 2.5 có vẻ khá lớn. 1.5 thôi. Chấm 2. Chấm 3 là đã quá lớn rồi. Đây, anh sẽ sửa lại cái text này. Đây, được chưa các bạn? Cái nội dung này, đây chính là cái nội dung của slider. Các bạn có thể bỏ hoặc là chuyển nó đi. Đây, nếu mà chuyển đi thì chuyển nó lên trên này. Với top các bạn để giảm xuống khoảng 20%. Với phông chữ các bạn cho nó nhỏ xuống. Đó, khoảng 1 em, và test inlet khoảng nhỏ thôi. Đó, được chưa các bạn? Tốt, cho một khoản. Đó, kiểu kiểu như vậy. Cho, nói chung là cho nó nhỏ xuống một chút. Ok chưa? Thì đây là cái mà chúng ta sẽ thay đổi đối với cái này. Sau logo.
slide. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái này. Đây. Ok chưa các bạn? Thì đây nó sẽ là 15 color vẫn vậy, chỉ thay đổi về cỡ chữ và vị trí position của cái thẻ H2 này thôi. Đó. Thì khoảng cách này nó vẫn đang rất lớn này. Đây. 410 pixel vẫn đang rất lớn. Đó, 158. Đây, được chưa các bạn? Rồi, tại vì lúc nãy chúng ta thiếu thuộc tính viewport này, thành ra nó sẽ không chính xác. Chúng ta phải đưa nó vào thì nó mới chuẩn được. Đó. Ok chưa? Cái này của chúng ta nó đang bị lệch này. Ba mươi pixel. Đó. Được chưa các bạn? Ok chưa? Nó đang bị xuất hiện thanh quận ngang, kệ nó nhé. Cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ hoàn thiện nó. Đây. Đối với cái deep đầu tiên này thì nguyên cái khoảng cách này của chúng ta đã phải bỏ đi rồi. Được chưa? Cái bestseller trước đây chúng ta đang để một cái khoảng cách tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó đi. Margin top cho nhỏ bớt hoặc là cho bằng 0, ví dụ anh để bằng 5 pixel thôi. Đó, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Và khoảng cách từ cái này xuống này, từ cái LI này, ULLI này các bạn này. Đây là phần bestseller này. Từng phần này, UL này, LI đây. LI này chúng ta đang có một cái khoảng cách padding này 15 này. Đó, một khoảng cách padding 15, được chưa? Nhưng khoảng cách từ cái intro này xuống phía dưới nó cũng đang khá lớn. Chúng ta có thể loại bỏ nó đi, được chưa? Bằng cách là giảm bớt nó xuống. Margin bottom ví dụ khoảng 10 pixel hoặc là 15 thôi. 10 thôi. Đây. Thì nó sẽ như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Nó sẽ như thế này. Cái phần này của chúng ta cũng tương tự như vậy. Riêng cái này chúng ta sẽ phải đổi vị trí cho nó, ví dụ như là top. Lúc này nó sẽ cao lên một chút. Đó, thậm chí là để như thế này. Không sao. Đó, được chưa? Top nó lên khoảng 20. Top sẽ là 20 pixel. Đó. Ok chưa các bạn? Mười tám pixel trừ 19 pixel. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái padding cho cái LI này để sản phẩm nó nằm đúng như vị trí chúng ta cần. Important. Cái padding này của chúng ta phải cho nó nhỏ lại một chút. Đó, được chưa? Vì sản phẩm này nó đang mang một cái margin nữa. Margin right này. Bottom. Đây, chúng ta sẽ để như thế này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ
đổi thay đổi ở đây một chút là đây các bạn nhìn thấy này. Margin padding của nó này. Đó, tăng thêm một chút là hỏng. Đó, ok chưa? Width thì vẫn là 46. Được chưa các bạn? Đó, rồi. Thì trong media của LI thì chúng ta sẽ đổi như sau. Đó, đại loại như vậy. Được chưa các bạn? Rồi, chạy nó lên. Cái này của chúng ta, cái introduce này nó đang chưa nhận cái width 100%. Chúng ta sẽ set important. Đó, ok chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ được danh sách sản phẩm như thế này. Đó, phía dưới này thì chúng ta đang có phần promotion. Promotion này nó sẽ là phần shipping này, chúng ta sẽ loại bỏ cái margin top đi. Đó, được chưa? Đối với phần shipping chúng ta sẽ margin top bằng không, không pixel. Đó, ok chưa? Còn cái phần text ở trong đây chúng ta nên cho nó lớn lên một chút. Một em đi chấm hai kiểu như vậy, được chưa các bạn? Không sai, 1.2 em. Đó, ok chưa? Và đồng thời chúng ta có thể loại bỏ cái padding của cái này đi. Padding bottom. Thế này thôi. Một khoảng như thế này thôi. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ để padding bằng không như thế này. Như thế này. Đó. Ok chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ được cái phần này. Đó. Ok chưa? Phần này thì sao? Phần này thì sao các bạn? Phần này này thì chúng ta sẽ chuyển hóa nó như thế này. Đây. Promotion chúng ta chỉ cần chuyển cái thẻ container này của chúng ta với ULLI này, display as sorry direction sẽ bằng column. Đó, được chưa? Chuyển nó xuống column đã. Được chưa các bạn? Direction sẽ bằng column và cái LI thì nó sẽ có độ rộng 100%. Đó, ngay lập tức cái ảnh của chúng ta nó sẽ lớn lên ngay. Đó, được chưa các bạn? Và nó cũng sẽ đúng như cái mà chúng ta kỳ vọng luôn. Đây. Đây. Được chưa? Chúng ta chỉ cần chỉnh như vậy thôi. Ok chưa các bạn? Vẫn chưa xong đâu nhá, còn nhiều thứ lắm đấy. Đây, như thế này, được chưa? Trước mắt là chúng ta nhìn thấy cái giao diện phía mobile là chúng ta đã nhìn tạm ổn đã. Đó, sau này chúng ta còn phải test rất rất nhiều thiết bị khác nữa cơ. Nên là các bạn cứ bình tĩnh, còn nhiều thứ lắm. Đây. À, chúng ta chạy trên thằng plus này nó cũng sẽ khác một chút này. Đó, nhìn thấy chưa, mỗi device là nó sẽ có một cái size khác đấy, thì đấy là cái mà chúng ta phải sửa thôi. Đây. Rồi chúng ta sẽ chạy xuống dưới này, phần này thì ok rồi này. Đây. Phần sản phẩm thì ok rồi này. Chúng ta sẽ xuống phần dưới này. Đây.
Phần dưới này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào đây? Nó là phần brand này. Phần brand này thì chúng ta sẽ để nó có kiểu là gì các bạn? Chúng ta cũng sẽ để flex direction là column nhé. Flex direction là column đó. Thế ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ chia cái này theo column như thế này. Nó sẽ bị vỡ, kệ nó nhé. Chúng ta sẽ xử lý sau. Flex direction column. Đây. Chúng ta sẽ set cái width discount này bằng 100%. Đây này. Width của nó thay vì 50 thì chúng ta sẽ để là 100%. Đó, được chưa? Các bạn ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái nội dung của discount nó rõ ràng hơn ở trên mobile. Width bằng 100%. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ custom lại cái này. Nhưng mà khoan, hãy custom lại. Chúng ta sẽ phải xử cho cái này nó đỡ bị chèn ra như này đã. Này. Đây. Thì cái brand này anh sẽ để là flex direction là column. Nhưng các bạn thấy là nó chưa được đúng không? Bởi vì sao? Cái này chúng ta sẽ chỉ set cho nó. Đây, hai cái này cơ. Sẽ phải là 100%. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ set cái LI này, UL này có flex. Flex direction là column. Đó, được chưa các bạn? Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Column. Đó. Ok chưa? Được chưa? Rồi, ok. Nhưng các bạn thấy là cái này chiều cao của nó ta không tự động chạy xuống. Bởi vì nó bị dính bởi cái chiều cao này. Đây. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ đặt chiều cao cho nó bằng min 2 thì sẽ bằng 250. Được chưa? Và chiều cao của nó sẽ là auto như thế này. Đó, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó chạy xuống dưới như thế này. Anh cho nó nhỏ lại. Đây. Đó, chúng ta sẽ xử lý cái ở dưới sau. Ok chưa? Đồng thời ở đây chúng ta sẽ làm gì? Đồng thời chúng ta sẽ cho cái LI này có độ rộng bằng 100%. Đây này. Đó, như thế này. Được chưa các Width bằng 100%. Auto đi. Để cho nó nhận cái margin không auto kia. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ được cái nằm ở giữa như thế này. Chúng ta có thể xử lý là mỗi cái LI của cái này của chúng ta nó sẽ có độ rộng 50% đi. Cho hai cái một thôi. Được chưa? Đó. Thì cái này của chúng ta nó vẫn là row. Được chưa? Nhưng mà anh sẽ có gọi là grab, sẽ là grab như thế này. Đó, chúng ta sẽ để nó như thế này cho nó đỡ tốn diện tích. Đó, được chưa? Rồi, ok chưa các bạn? Ok chưa? Và đây chúng ta sẽ để là gì? Text Align Center. À, cái này. Vì cái này là background nên là chúng ta sẽ phải xử lý như thế này. Mỗi cái LI này là một cái background. Background.
position sẽ bằng center. À, không được à? À, chúng ta đang background cho cái A. Sorry các bạn. Thì đây thẻ A của chúng ta sẽ là à, vì chúng ta dùng background position nên là sẽ không được rồi. Chắc chắn là sẽ không được rồi các bạn nhé. Đó, chúng ta chỉ có thể chỉnh sửa lại cái thẻ A này một chút như thế này. Đó, để cho nó ra một khoảng. Như thế này, hoặc là anh sẽ để là justify content. Rồi, tạm thời như vậy nhé các bạn nhé, sẽ không vấn đề gì cả. Rồi bây giờ anh sẽ xử lý này, right, right này. Đó, được chưa? LI width 50% này. Và tác động một chút vào cái thẻ A này. Margin left một khoảng nhỏ thì không vấn đề gì. Đó. Rồi, ok chưa? Đối với LI này anh sẽ đặt một cái padding tầm bằng 15 pixel. Đó, tạo một khoảng cách xuống phía dưới này đối với cái thằng brand. Đó. Ok chưa các bạn? Rồi. Còn ở đây thì sao? Chúng ta sẽ để width lớn này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Đó. Thì sẽ có bạn hỏi là à, khi mà chúng ta xử lý cho phần mobile này có kinh nghiệm gì không? Làm thế nào để chúng ta làm nhanh nhất? Thì thực sự là khi mà các bạn làm cho mobile thì phải test thôi. Vừa làm vừa test xem nó chính xác hay không thôi. Còn các bạn làm nhiều rồi ấy, thì các bạn sẽ biết là à, từng bước như thế nào thì nó sẽ phù hợp. Được chưa? Thì nó sẽ như anh nói ấy, đó là các bạn cứ làm từ trên mà xuống, cứ chạy từ trên mà xuống thì không có sợ gì cả. Được chưa? Không đi từ ngoài mà vào thì không bao giờ phải sợ. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ hoàn thiện được cái giao diện như ý đồ của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem ở phần dưới cùng này. Phần footer này, chúng ta đang có hai phần. Đó là phần bên trái và phần bên phải. Đó, các bạn thấy là nó đang bị tràn ra như thế này. Thì chúng ta sẽ định nghĩa lại cái footer này như sau. Footer này chúng ta đang sử dụng flex nên là chúng ta vẫn sử dụng flex direction như thế này bằng column. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ đẩy được nó xuống dưới. Flex direction column, được chưa? Còn trong footer các div khác sẽ như thế nào? Thì sẽ có hai thẻ div. Mỗi div sẽ có độ rộng bằng 100%. Đó. Ok chưa các bạn? Được chưa? Ok chưa? Thì thẻ div này của chúng ta sẽ có độ rộng bằng 100%.
Đó. Ok chưa? Đây. Và chúng ta sẽ xét cho nó một cái chiều cao. Min 4 pixel. Chiều cao nhé. Pixel. Hoặc là chúng ta sẽ xét cả cái chiều cao cho cái này. Sẽ là 100 pixel để chẳng hạn như vậy. Được chưa các bạn? Đây, chúng ta sẽ xét chiều cao như thế này. Testing top. Pixel. Đó, được chưa? Các bạn sẽ thấy chúng ta không còn xuất hiện thanh quận ngang nữa. Đúng không? Đây, lúc nãy chúng ta thấy xuất hiện thanh quận ngang, bây giờ thì không. Được chưa các bạn? Đây. Testing top này. Chiều cao của nó đang hơi lớn đây. Đó. Ok chưa? 120 đi để cho thoải mái này. Đó, thì chúng ta sẽ được cái phần footer như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đây. Không nhận nữa thôi. À, vì nó đang chưa nhận cái 100% đây. Chấm led. Footer chấm là. Ủa sao vẫn chưa nhận nhỉ? Anh đang chưa hiểu vì sao. Đây. Hình như nó bị mất ít play flag à? À, có rồi. À giờ, sorry. Flag direction chúng ta bị mất. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, ok chưa? Còn đối với cái ở trên này thì chúng ta riêng đối với cái led này chúng ta sẽ để ví dụ như là padding bottom khoảng 10%. Đó, đại loại như vậy. 40 pixel chẳng hạn. Được chưa? Thì như vậy là chúng ta đã xong một phần của cái mobile cho cái trang này. Được chưa? Ví dụ đây, chúng ta sẽ có thêm cái này. Thì khi các bạn làm mobile, các bạn phải test rất nhiều thứ. Thì công việc của frontend ấy, các bạn mới học thì thấy dễ thôi. Nhưng thực ra anh thấy là khi mà học và làm frontend ấy, thì nó vất vả hơn làm backend khá nhiều đấy. Bởi vì là frontend các bạn không phải là chỉ chạy làm giao diện lên chạy cho một trình duyệt như kiểu là Chrome hay là Firefox, mà các bạn phải test rất nhiều trình duyệt. Mỗi trình duyệt nó lại có cái đặc thù riêng, các bạn lại phải sửa, cứ đi sửa lắt nhắt từng tí luôn. Khi test thực tế, đấy là điều, đấy là cái không tránh được, không thể tránh khỏi luôn. Được chưa? Đó, ok chưa các bạn? Đây, thì đây là cái giao diện khi mà chúng ta chạy trên cái màn hình như thế này. Được chưa? Giả sử bây giờ chúng ta sẽ đổi lên một cái màn hình này thì sao? Đó. Thì các bạn thấy ngay lập tức là đối với màn hình này thì nó sẽ có một chút chật chọc, đúng không? Đây, đối với màn hình này thì nó sẽ có một chút chật chọc. Thì ở đây chúng ta sẽ phải set cái width này bằng đúng cái mắc width này. Bởi vì khi màn hình nó rộng hơn thì cái này nó thay đổi theo. Vì chúng ta đang để phần trăm của một cái to hơn 77% của 100%. Nó khác với 77% của 90%, nên chúng ta sẽ phải có cái mắc width ở đây như thế này cho cái button này này. Đây. Đây, anh sẽ set mắc width cho nó.
À, đây là mình phải đặt xét là mắc mắc quýt cho nó thì nó sẽ chỉ được phép bằng cái kia thôi. Đây này. Thì để đảm bảo nó không bị lệch lớn này. 90 chẳng hạn. Bởi vì width của input với width của bút tần là đôi khi là sẽ khác nhau. Được chưa? Đó, chúng ta phải test thôi. Đó, khi chạy trên cái kích thước màn hình này đây thì các bạn sẽ thấy là cái này của nó lại bị xô lên này. Đây, hiểu chưa? Thì chúng ta sẽ để ví dụ margin top 10 pixel chẳng hạn, 15 pixel. 20 chẳng hạn. Đó, được chưa? Thì đối với cái introduce này chúng ta sẽ sửa như sau. Introduce chúng ta sẽ có margin top 20 pixel. Đó, đại loại như vậy. Ok chưa các bạn? Rồi. Tiếp tục thôi, chúng ta test với màn hình khác. Này. iPhone X. Đó, chạy trên iPhone X thì tạm ổn, đó, không xuất hiện thanh quận. Được chưa các bạn? Được chưa? Chúng ta sẽ chạy trên iPad, đó, lên trên iPad các bạn nhìn thấy này, 768 chúng ta đang có một cái media cho 768 đây. Được chưa? Nó chính là cái này. Đó, trên iPad thì chúng ta sẽ phải định dạng lại một chút xíu. Ok chưa? Thì chúng ta định dạng nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm nó như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ không bóp nhỏ lại nữa, mà chúng ta vẫn để cho nó lớn. Thì chúng ta lại xử từng cái một ở đây. Ví dụ như logo các thứ này. Đây. Được chưa? Mọi thứ nó đang như thế này rồi. Chỉ có phần ở dưới này. Chúng ta xem này. Chỉ có cái phần dưới này đang bị tràn ra thôi. Vì tại sao nó lại tràn ra như thế này? Tại vì chúng ta đang set width cố định cho nó. Đây. Width này. Brand này. Width. Đây, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ không set width cố định nữa. Và đây chúng ta sẽ là float. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta chỉ là đi chỉnh sửa thôi cho nó phù hợp thôi. Đó, được chưa? Float graph. Thì đến khi nó vượt quá cái ngưỡng đó thì nó sẽ không thể tràn ra được nữa. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ sửa đây cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ là float graph. Sẽ là graph, được chưa? Thì nó sẽ tự động nó vào. Ok chưa? Ở đây các bạn thấy là chỗ này nó đang to quá này. Đi từng phần một thôi. Đây phần sản phẩm của chúng ta này, nó đang to quá. Chúng ta phải sửa những cái phần nó bị nhô ở bên phải trước đã. Sau đó chúng ta mới sửa tiếp ở những phần còn lại. Được chưa các bạn? Thì các bạn thấy là phần này nó đang bị chênh ra này. Đây này. Nó đang bị vênh ra này này. Đây. Chính là phần sản phẩm của chúng ta. Đây được chưa các bạn? Tại sao lại như vậy? Tại vì là nó bị sao? Tại vì là nó đang có một cái width cố định. Đây. Đó. Thế lúc này đối với trên iPad chúng ta sẽ để ví dụ 3 sản phẩm trên một trang. Có nghĩa là chúng ta sẽ để khoảng 33,3% đi. 33%. Giả sử như vậy đi. Chúng ta sẽ để 3 sản phẩm trên một trang. Được chưa? Để như thế này. Và anh sẽ để nó vào đã. Trên iPad nó sẽ phải khác đúng không? Thì chúng ta sẽ để là 33,333%. Đó, chia 3 mà. Tương đối thôi. Được chưa các bạn? Và đồng thời chúng ta sẽ để cái width này của nó. Max width sẽ là 100%. Width cũng sẽ là 100%. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm nó sẽ
tự nhiên nó sẽ lớn ra theo ý đồ của chúng ta. Đây. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Chúng ta dựng được ở trên thì ở trên này thì ở dưới này thì ở trên nó cũng sẽ ok theo thôi. Đây, được chưa? Và chúng ta sẽ thay đổi lại cái này. Align center. Đó, sản phẩm LI cho mọi thứ ra giữa với tách online. Đó, được chưa? Anh muốn có một cái khoảng cách thì anh sẽ đặt padding 5 pixel. Đó. Khi mà chúng ta đặt padding bằng 5 hoặc 10 pixel thì ngay lập tức nó sẽ bị tràn xuống, bởi vì sao? Cái kích thước này của chúng ta nó đã bị lớn lên rồi, đúng không? Nó lớn hơn 33 rồi. Đó, thì chúng ta sẽ để nó bị tràn xuống. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ xử như sau. Direction này. Thì sẽ là justify content space around. Rồi. Anh sẽ giảm cái kích thước này xuống một chút. Này. Pixel. Thì ở đây sẽ là đó, chúng ta sẽ để như thế này, được chưa? Tạm thời như vậy đã đối với desktop. Đây, sau đó chúng ta sẽ sửa lại cái này. Đó, ok chưa? Mốt thì hơi nhỏ. Giờ chấm 5. Justify. Tạm thời như vậy đã. Chúng ta sẽ xử lý tiếp. Còn cái ảnh ở trên này nữa, chúng ta bị tràn ra. Được chưa các bạn? Và cái này chúng ta không không để margin top nó lớn như thế này nữa. Margin bottom sẽ bằng 0. Bottom sẽ bằng 0 pixel. Đó. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ được cái phần sản phẩm như thế này. Đây, cho phần iPad nó sẽ như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ sửa lại cái phần này. Phần này của chúng ta đang bị dơ ra này. Đây. Chúng ta đang có một phần nó bị dơ ra các bạn. Đây đây đây, phần trên này. Nó làm thừa một cái khoảng trắng ở bên phải này, các bạn nhìn thấy không? Nó mình nhìn thấy không? Chúng ta đây, chúng ta sẽ xử thôi. Đó, thì đối với menu ở trên này chúng ta sẽ làm như sau. Logo này. Tạm thời logo như thế này đi, nhưng cái phần này của chúng ta này logo nó đang quá quá lớn, thì đối với mobile chúng ta sẽ để menu chữ nó nhỏ lại. Padding nó cũng sẽ phải nhỏ lại.
10. Đó, được chưa? Không sai. 0.9 RE là sở hữu 0.8 RE. Đó, các bạn sẽ thấy không còn cái khoảng ở giữa nữa. Được chưa? Nó sẽ như thế này. Đây chính là cái phần mà chúng ta mong muốn nó hiển thị ở trên desktop. Đây. Được chưa các bạn? Online Center. Đó. Đó. Ok chưa? Đến desktop chúng ta vẫn phải hiển thị được như thế này thì là ổn. Được chưa? À, là iPad. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ xử lý tiếp cho cái phần này này. Phần ảnh này thì sao? Phần ảnh cái phần H2 này nó sẽ cách tốt ở đây bây giờ để khoảng 10% đi. 10. Đó, led thì khoảng 10 đi. Đó, thì là ổn được chưa? Mọi thứ sẽ không thay đổi quá nhiều các bạn nhé. Solution vẫn là absolute. Đó. Ok chưa? Đó. Đây. Và cái khoảng cách này nó không phải là 500 nữa. Anh để một cái background color này đi. Chúng ta nhìn nó dễ đã. Thì chúng ta nhìn thấy cái chiều cao này. Cái màu đen này nó vượt quá. Ok. Slide. Đấy, cái màu đen này nó vượt quá như này. Thì ok, bởi vì nó còn một khoảng bốt tuần nữa. Được chưa? Thì chiều cao anh sẽ để như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ đặt cái chiều cao nó như thế này. Được chưa các bạn? Đó, chạy nó lên. Thì ở đây chúng ta có một cái khoảng cách tốt của thằng này này. Đó, margin tốt chúng ta để bé xuống hoặc là không cần để cũng được. Của thằng best seller chúng ta cũng có một cái gọi là margin tốt. Chúng ta để nó về không đi. Không pixel. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Còn đối với trên trên iPad chúng ta để nó gần giống như trên desktop nên là chúng ta sẽ để như thế này. Được chưa? Kệ nó thôi. Phần này cũng tương tự như vậy. Đó. Đó. Về cơ bản anh cho nó nhỏ lại là chúng ta nhìn xuống về trên đây chúng ta test nó sẽ có những cái hạn chế như này. Đó. Về cơ bản thì như thế này và chúng ta custom lại cái này. Đây. Ví dụ như anh để mắc width 290 pixel. Click bằng 100%. Đó, được chưa? Cho cái button này và margin bottom bằng 10%. Đó, thì chúng ta cho cái discount của button đây. Nó có cái kích thước như thế này. Đó, ok chưa? Đó. Được chưa các bạn? Đó. Rồi, được chưa? Thì về iPad thì chúng ta đã thấy tạm ổn rồi. Zoom lớn lên này. Đó. Cái việc zoom này nó không ảnh hưởng các bạn nhé. Chỉ là khi chúng ta resize kích thước này thôi. 768 nếu để về Redbone ship này. 768. Đó, thì nó sẽ như thế này. Ok chưa? Được chưa các bạn?
Đó, chúng ta sẽ ra được một cái kích thước như thế này. Đó, ok, quay trở lại với desk mobile. Đó, iPhone 8 rồi các thứ này. Thì nó vẫn giống như cái chúng ta đã định nghĩa thôi. Tuy nhiên thì chúng ta quay ngang. Đó, còn tình huống quay ngang điện thoại nữa. Được chưa? Thì chúng ta vẫn phải đáp ứng được. Thì tạm thời quay ngang thì nó đang chưa, một số chỗ thì chưa đáp ứng được các bạn nhé. Quay ngang thì nó đang là 667. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng với desktop là được. 700 mấy đây. Được chưa? MacBook là 700 mấy. Đây. Thì chúng ta custom lại một chút là được. Ok chưa? Cho trường hợp là quay ngang. Về sản phẩm thì ok này. Về phần này ok này. Đó. Sản phẩm ok. Chỉ có sửa lại một chút xíu ở đây và trên menu top. Được chưa các bạn? Thì khi mà quay ngang thì cái này của chúng ta nó cũng phải nhỏ lại đúng không? 6 0.8. Anh sẽ không sửa cái đấy nữa mà anh sẽ sửa cái này cho nó nhỏ lại. Đó, khoảng cách nó sẽ nhỏ lại như thế này. Đó, khi quay ngang thì anh sẽ xét cái này nó nhỏ lại này. Anh vẫn lấy cái kích thước của desktop, không sửa lại cái kia nữa. Thì anh sẽ để width à của iPad chứ. 35 pixel thì chúng ta hoàn toàn có thể cho cái này nhỏ lại phù hợp hơn. Được chưa? Đồng thời cái padding này chúng ta cho nó nhỏ lại thêm chút nữa. Đây. Đó, được chưa các bạn? Thậm chí là kích thước chữ chúng ta sẽ cho nó về 7. Vẫn đảm bảo được cái tiêu chí của chúng ta. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Thì đây là cách để chúng ta đi custom lại cho phần mobile. Đó, phần ở dưới này thì sao? Ở dưới này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho cái chiều cao của cái brand này lớn lên. Đây này. Các bạn biết là trong đây chúng ta đang để một cái chiều cao là 250 thôi. Đây. Đó, được chưa? Ví dụ cái này chúng ta sẽ để khoảng 280 thì là ok luôn. Đó, được chưa? Chiều cao sẽ bằng 280 pixel. Chạy. Đó, ổn chưa các bạn? Thậm chí là các bạn đổi cái footer lớn lên một chút. Thay vì 40 để cho nó cao lên. Đó. 60 đi chẳng hạn. Ổn hơn không? Nó sẽ như thế này các bạn nhé. Footer sẽ là 60. Đó, được chưa? Rồi. Đó, nó sẽ như vậy. Được chưa các bạn? Đây là khi chúng ta quay ngang, quay dọc thì nó vẫn vậy thôi. Đó. Sau này những cái hiệu ứng như slide chạy các thứ này thì chúng ta sẽ xử lý nó các bạn nhé. Nhưng mà kích vào đây nó sẽ sổ ra menu nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng JS. Được chưa? Đó. Thì khi mà làm các bạn nó phụ thuộc vào cái sự đầu tư thời gian của mỗi bạn thôi. Đây ví dụ chạy trên iPhone 5 kích thước của nó chỉ là 320 thôi thì nó cũng sẽ lại khác. Được chưa? Đó. Khi mà chúng ta để max width là 320 chẳng hạn. Đây. Hoặc là max width là 480 chẳng hạn thì nó sẽ phải khác hoàn toàn. Thì anh sẽ để là 360 cho nó lớn. 360. Như thế này. Thì chúng ta sẽ còn lại phải thay đổi thôi đối với iPhone 5. iPhone 5 vẫn được sử dụng khá nhiều. Thì ở đây chỉ có một vài điểm chúng ta phải đổi thôi.
chỉ có sản phẩm thôi. Đây này, thì chúng ta sẽ đổi cái phần sản phẩm này. Ví dụ width lúc này nó sẽ 100% đi, chẳng hạn như vậy. 100% đi. Đó. Giả sử trên iPhone 5 thì sản phẩm nhìn nó lớn như thế này luôn. Đại loại như vậy. Đó, nếu các bạn muốn cho nó lớn hoặc là các bạn để 50%. Lúc này chúng ta sẽ giảm cái padding về 0 thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy đây nó sẽ như thế này, được chưa? Đối với trường hợp là điện thoại iPhone 5 chẳng hạn như vậy thì anh sẽ để như thế này. Đó, được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ được list sản phẩm như thế này. Ok chưa các bạn? Được chưa? Đó, và thay đổi lại kích thước của cái này thôi là được. Thì đây là cách chúng ta làm cho giao diện cho mobile và để đáp ứng được tất cả mọi màn hình thì chúng ta sẽ phải test thôi. Không có cách nào khác cả các bạn nhé. Kể cả đi làm bao nhiêu năm kinh nghiệm đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải test và vẫn phải làm cái này một cách trau chuốt. Ví dụ về đây, mobile này anh sẽ để nó nhỏ hơn 1.1 thôi. Đó, text in the, anh để nó nhỏ lại. Đây sẽ là 1.1 và xử như vậy. Được chưa? Đó, thì anh sẽ để text in the 0 với logo. Đó, ok chưa các bạn? Đó, thì nhìn nó phù hợp hơn. Phần sản phẩm này các bạn có thể căn chỉnh để chia nó ra như thế này đều được nhé. Ví dụ phần này các bạn đang nhìn thấy là nó dính liền quá. Đây. Thì các bạn phải cân đối lại cái kích thước 50% này. Đây. Được chưa? Với cái này chúng ta sẽ để không phải là 50 nữa. Ở dưới này đâu nhỉ? Đây. Thì nó sẽ không phải 50 nữa, chẳng hạn như vậy. Đó, 48% như thế này chẳng hạn. Thì các bạn sẽ để là space around. Justify content space around. Đó, để tạo ra một cái khoảng cách như thế này. Được chưa? Đó. Ok chưa? Thì với product list thì chúng ta sẽ để là space around. Justify content space around. Được chưa? Và đây chúng ta sẽ để ví dụ khoảng 46 và không chỉnh sửa gì nữa. Thì các bạn sẽ được một cái khoảng như thế này. 48 này. Đó. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chạy lại về desktop. Có vấn đề gì không? Thì chắc chắn là vẫn phải đảm bảo là không vấn đề gì. Được chưa? Nhưng khi chúng ta chạy trên mobile thì chúng ta phải đảm bảo được là nó cũng phải chạy được theo ý đồ của chúng ta. Đó. Đây. Được chưa các bạn? Đó. Quay ngang. Đó. Được chưa? Responsive với kích thước này. Đó. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Thì buổi này có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây các bạn nhé. Thì buổi này anh hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng buổi này và làm hoàn thiện cho anh cái giao diện này. Cái giao diện sẽ chạy ở trên desktop này. Được chưa? Và trên cả mobile nữa. Buổi sau chúng ta sẽ học về biến và về sát ở trong CSS để chúng ta tối ưu cái code CSS của chúng ta đã viết. Ok chưa? Được chưa các bạn? Lớp mình có câu hỏi gì không? Rồi, anh sẽ đẩy phần video này lên nhé. Thì ở đây chỉ có một điểm này thôi các bạn ạ. Đó là gì? Đó là vì chúng ta đang làm với giao diện này
có thể là nó đơn giản, nhưng đối với những giao diện nó còn nhiều thành phần nhỏ nhỏ bên trong nữa thì các bạn sẽ phải xử lý nó mất thời gian hơn, nó phức tạp hơn. Tuy nhiên thì kiến thức thì nó sẽ chỉ loanh quanh những cái mà anh đang làm cho các bạn thôi, tức là nó sẽ không nằm ngoài phạm vi những cái mà anh giới thiệu cho các bạn, được chưa? Vấn đề là các bạn có đầu tư thời gian và chăm chút cho nó ở mức độ như thế nào thôi, được chưa? Giống như là cái phần giao diện chúng ta đang làm này này, chúng ta vẫn chưa test hết trên các thiết bị khác, ví dụ như Galaxy S5, đúng không? Chúng ta chưa thử test, hiện tại thì nó cũng đang tạm thời đáp ứng được đó. Hay là chúng ta chưa test trên iPad Pro đây, đúng không? Chúng ta đang chưa test, tạm thời thì cũng đã đáp ứng được, như đây này có vấn đề đây này đó. Thì nó chỉ là vấn đề các bạn đi tách được cái độ rộng của màn hình này như thế nào và xử lý nó thôi, được chưa? Đó, iPhone X này đó, về cơ bản thì chúng ta đã chạy được ở trên mobile các thiết bị cơ bản đây, P2 các thứ này đó, được chưa? iPad, quay ngang quay dọc iPad nữa cơ, nó còn nhiều cây lắm, được chưa? Tuy nhiên để anh làm như thế này nó cũng khá là tương đối rồi, thì anh hy vọng là các bạn đầu tư thời gian thêm cho anh về cái giao diện này nhé. Thì buổi sau chúng ta sẽ đi tiếp sang phần mới. Ok chưa các bạn? Rồi ok, anh sẽ put code lên. Các bạn lấy video về nhé. Rồi, chào các bạn.